Còn dám gọi tên tôi sao? Lần trước tôi tát Huynh một cái, có phải Huynh chê tôi tát không mạnh muốn tôi tát thêm không? Đại Ngưu, đứa đây làm gì? Mau làm việc đi. Liêm Tấn, chuyện lần trước ở Thiên Hương Lầu tôi chưa tính với Huynh. Sao Huynh cấu kết với Triệu Mục, người tạo lá thư làm phản để dồn cha tôi vào con đường chết? Huynh còn là người không? Sau này tôi không muốn nhìn thấy Huynh. Đúng là không ngờ Ô Đại Tiểu Thư cũng lành trí ghê hả? Chứ Huynh tưởng tôi chỉ biết dở tới Tiểu Thư sao? Lần này Huynh phải cảm ơn tôi đó. Phải không vậy? Cảm ơn cô. Gì vậy? Mặt gì xấu lắm à? Đó. Bởi vì mới nói, con người đẹp khoác đại miếng vải lên cũng đẹp hơn người khác. Tôi không có giả mồm giả miệng như Huynh. Tiểu Thiên à? Tạm thời cô cứ tạm ở đây, ngày mai tôi sẽ tìm chỗ nào thoải mái hơn cho cô ở. Ở đây cũng rất thoải mái. Có Trù Đại Ca ở đây với cô thì ở đâu cô cũng cảm thấy thoải mái. Ô Đại Tiểu Thư. Nguyên Đại Thúc, Nguyên Đại Thẩm. Ô Đại Tiểu Thư à, ở đây có đầy đủ những thứ thường ngày trong cuộc sống cần dùng đó. Hãy coi bạn của cô có xài đủ hay không vậy. Coi đi. Lần này làm phiền hai người, thật là ngại quá. Trời ơi, Ô Đại Tiểu Thư đừng nói vậy. Ơn nghĩa mà Ô gia đã dành cho chúng tôi cả đời chúng tôi cũng không thể đền đáp. Giờ có cơ hội này, quả thật có cầu xin cũng không được. Tiểu Thiên, Nguyên Đại Thúc và Nguyên Đại Thẩm rất tốt bụng. Ở quen rồi thấy có gì cần, cứ việc nói với họ nha. Phải đó, Tiểu Thiên cô nương. Làm phiền hai vị quá. Tiểu Thiên cô nương đừng có khách sáo quá. Bắt cô phải ở trong nhà tranh, chúng tôi thấy ngại thì đúng hơn đó. Đúng đó, chúng tôi nói thiệt đó. Thôi hay là đừng khách sáo quá, hay làm gì đi. Tối nay chúng ta ăn chầu ha, đã đời, coi như là chúc mừng cổ. Ăn chầu đã đời? Chầu đã đời là cái gì? Chầu đã đời có nghĩa là ăn đến nỗi ông bay lên luôn đó. Trời ơi, trời ơi. Mặc kệ đi, tóm lại lát nữa tôi ra ngoài mua thêm mấy đồ ăn. Tối nay sẽ làm món cửu đại quẩy ha. Cửu đại quẩy? Phải rồi, nè, khó khăn lắm muội mới trốn ra được, dĩ nhiên phải ăn món cửu đại quẩy mới hợp với muội chứ. Vậy hằng đại ca tốn kém quá. Không tốn kém, tốn kém gì, Huynh sẽ trở về liền. Xin đa tạ tổ. Tiểu Thiên cô nương, nhìn vị tình lang của cô thấy quan tâm đến cô ghê vậy đó. Tình lang? Trời ơi, bà làm ơn đừng có nói bậy bạ như vậy. Nhìn kìa, làm Tiểu Thiên cô nương đỏ cả mặt lên rồi kìa. Bộ tôi nói sai hay sao? Người sáng suốt có nhìn sơ cũng biết là Tiểu Thiên cô nương và vị hạng đại gia đó bỏ trốn mà. Ô Đại Tiểu Thư ha. Ê, bà còn nói nữa, đi. Ê trời, Tiểu Thiên cô nương. Để con phụ một tay. Trời. Tiểu Thiên cô nương, cô sao rồi? Chỉ sơ ý bị gai đâm thôi. Trời ơi, tôi đã nói rồi, hai vị cô nương sao có thể làm chuyện nặng nhọc được chứ.
để lão phu làm cho. Phải đó, lỡ như để Hạng đại gia biết chúng tôi bắt tiểu thương cô nương làm chuyện nặng nhọc, nhất định sẽ trách hai lão già này đó. Phải đó, xin lỗi cô nha, xin lỗi. Thôi nè, có tôi mua gì về nè. Hoàng đại ca vinh về rồi. Sao người nào người nấy đứng đây hết vậy? Nguyên đại thúc và Nguyên đại thẩm không cho muội giúp, bắt muội ngồi ở đây chờ ăn đó. Còn nói nữa, mới làm chút chuyện đã bị gai đâm rồi. Gai đâm? Lỗi cũng tại tôi hết. Hả? Làm tiểu thư cô nương bị gai đâm. Ở trên tay nè. Đâu coi. Trời ơi, còn chưa khều ra, dễ bị viêm lắm. Để Huynh hút ra cho. Chắc là hút ra rồi đó. Huynh lấy nước rửa đi. Bộ thứ tôi nấu khó ăn lắm hả? Sao hai người chỉ ăn bánh bao không vậy? Nè, ăn miếng gà đi. Hả? Tôi đi khắp chợ khó khăn lắm mới mua được con gà này về nè. Ăn hết nguyên con gà hả? Thì dĩ nhiên rồi. Không lẽ muội định phụ lòng tốt mà huynh đã dành cho muội hay sao? Muội đừng có nhìn cổ. Cổ được ăn á. Nè, cái phao câu là cổ khoái lắm. Đó. Ê! Cô đừng có nói này nói nọ. Tôi khổ hơn cô. Tôi chỉ có cái đầu gà để gặm thôi. Trời, để huynh giúp muội. Ê, để giúp cho. Ê, thực tình lâu rồi không được ăn no đến vậy đó. Giá như sau này cũng được vậy thì tốt biết mấy. Sau này Huynh yên tâm đi. Nhìn mặt mũi là huynh biết mũi có thể ăn hoài mà không sợ mập rồi. Vậy còn tôi? Cô hả? Suốt ngày mặt cô cứ bí xị hoài. Tôi nghĩ cô muốn mập cũng khó đó. Bí xị là gì vậy? Dễ hiểu lắm. Nhìn mặt cổ là biết bí xị là sao liền. Hả tôi là Huynh. Nè, nói gì nói chưa. Mũi định ở lại đây bao lâu? Tôi tính đợi bên ngoài bước ra xét, sẽ tìm cho Tiểu Thi nơi nào thoải mái hơn một chút. Vậy là phải ở đây vài ba tháng rồi. Nè, vậy đi hả? Vậy hai chúng ta hãy ra ngoài mua ít đồ trong nhà cho cũ. Cô có biết con căn nhà quan trọng nhất là gì không? Chính là cái giường lớn thoải mái. Nhưng mà như vậy đã tốt rồi, đừng nên phiền phức quá. Đâu có phiền. Tuy rằng muội không có ở đây suốt đời, nhưng mà nhà phải ra nhà chứ, vậy mới vui, phải không? Nhà này đâu phải nhà của tôi, hai người tự quyết định đi. Ê trời, vậy tốt quá rồi, đại tiểu thư phiền phức nhất cũng không có ý kiến. Vậy để huynh làm chủ đi, ha. Đợi lát nghe. Không được rồi, ngày mai phải mua con heo để cổ ăn cho mập ra. Sau đó đưa cổ ra ngoài dạo, coi như vận động, để cổ vui lên hoạt bát một chút. Được không? Nè, đưa cổ ra ngoài dạo được không? Huynh thích thì cứ dẫn Tiểu Thi đi chơi, huynh nói với tôi làm gì? Gì đây? Sao cái gì? Nhìn cô như là không hút được hụi nhăn nhó mặt mày, có phải bị bệnh không? Huynh bệnh thì có, tôi đắc tội với huynh sao rồi tôi bị bệnh. Cô làm ơn vui vẻ lên đi, thường ngày tôi chỉ đùa với cô thôi, nhăn mặt nhăn mày hoài. Hả? Thiệt tôi không hiểu, người thì khiến người ta rất thích, người thì khiến người ta khó chịu quá. Quynh nghe đi, hôm nay tôi nể mặt của Tiểu Thi, không hiểu biết nông cạn như Quynh. Nhưng tôi nói cho Quynh biết, nay Tiểu Thi một mình bên ngoài không nên nương tựa, Quynh phải đối xử tốt với Tiểu Thi. Cô yên tâm đi, tâm đối xử với cổ nhất định là tốt hơn cô rồi. Nè, hãy cùng với tôi về kiếm Tiểu Thiên đi, đừng giận nữa. Gai còn chưa khều ra sẽ dễ bị viêm lắm, để huynh hút ra giùm muội. Tôi có nói sai sao? Người sáng suốt nhìn sơ cũng biết tiểu thuyền cô nương và vị hạng đại gia đó bỏ trốn rồi. Chúa đã mất tích. Xin hỏi đại vương, là chuyện xảy ra từ lúc nào vậy? Là chuyện hôm qua.
quả nhân đã cho người tìm khắp hoàng cung, sao cũng có không tìm ra tung tích của công chúa. Nếu vậy cho thấy có thể là công chúa đã rời khỏi hoàng cung. Không đâu, thường ngày công chúa cũng không rời khỏi thẩm cung nửa bước, lần này có thể qua mắt mọi người rời khỏi hoàng cung. Lạ quá. Đại vương, một mình công chúa thì có thể nói là không thể. Giả sử như có người đứng cạnh hỗ trợ thì tuyệt đối không khó. Cử Lục Hầu, theo khanh phải giải quyết như thế nào? Công chúa và thái tử nước Ngụy đã có hôn ước. Nếu như để chuyện này đồn ra ngoài, e rằng sẽ liên lụy đến quan hệ của hai nước Triệu Ngụy. Vì vậy hạ thần cho rằng đại vương chỉ có thể cho người lén lút điều tra tung tích của công chúa, tuyệt đối không được khoa trương quá. Theo khanh nên giao cho ai phụ trách việc truy tìm công chúa đây? Đại vương, tiểu nhân bằng lòng cảnh giác việc truy tìm công chúa. Liêm Tấn, nay đại vương ra lệnh ngươi nổi trong hai ngày phải tìm ra tung tích công chúa, ngươi có lòng tin không? Hầu gia có thể yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối không làm hầu gia thất vọng. Liêm Tấn, không lẽ ngươi biết chuyện công chúa bị mất tích sao? Vì sự việc trọng đại, tạm thời không thể tiết lộ đầu đuôi câu chuyện với hầu gia. Nhưng mà nếu thuộc hạ đoán không lầm, rồi trong hai ngày thuộc hạ có thể đón công chúa trở về cung ngay. Được vậy thì tốt. Ngược lại có điều gì sơ suất, e rằng bổn hầu cũng không giúp cho ngươi được. Dạ. Ngươi tự lo lấy đi. Sau bữa cơm hàng đại ca mới đến sao? Là muội nhờ nguyên đại thẩm chạy bụi cách hấp bánh bao đường, định lát nữa đem ra cho huynh ấy ăn. Không phải hạ đại ca của công chúa không đến thì cả phu nhi cũng không được ở bánh bao đường chứ? Ý của muội không phải như vậy thì đừng bao giờ hiểu lầm, đùa cho vui thôi mà. Thánh ra! Nguyên đại thúc, nguyên đại thẩm có chuyện gì vậy? Liêm Tấn, tiểu nhân phụ mệnh của đại vương đến đón công chúa hồi cung. Lê Phương, công chúa đừng sợ hãi. Huynh muốn sao? Vừa rồi huynh đã nói rất rõ, huynh đã phụ mạng của đại dương đến đón công chúa hồi cung. Nếu như tôi không bằng lòng thì sao? Không phải muội muốn cản trở huynh đón công chúa hồi cung chứ. Huynh nên biết che giấu công chúa là tội chết. Huynh nói vậy là muốn uy hiếp tôi. Không phải, huynh chỉ muốn muội hiểu những người khác đều vô tội. Nguyên nghe đây, lần này ta tự ý rời khỏi hoàng cung là chuyện riêng của bổn công chúa, không có liên quan đến người khác. Hy vọng công chúa hiểu cho, tiểu nhân chỉ làm theo lệnh của đại vương. Được, bổn công chúa sẽ hồi cung. Công chúa Linh Phương, e rằng sau này sẽ không có dịp hấp bánh bao đường cho tỷ ăn nữa. Công chúa mời. Nghe đây, muội hãy nói lại với Hạng Thiếu Lâm, công lao mà lần này hắn lập, mai này hầu gia nhất định ban thưởng lớn. Muội nói vậy là sao? Có gì mà cũng không hiểu. Nếu hắn không đến hầu phủ để đưa tin này thì muội làm sao biết công chúa ở đây? Là Hạng Thiếu Lâm đưa tin này thật sao? Tin hay không tùy muội. Tên dâm tặc, ta quyết không tha cho ngươi đâu. Định làm người mẫu hả? Sao nói đợi nhà nguyên đại thúc đứng đây làm gì? Tiểu Thiên đâu? Hàng Tiểu Long, tôi còn dám giả vờ không biết. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi phải làm vậy? Làm cái gì? Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mà đừng làm. Tội nghiệp cho công chúa rời khỏi hoàng cung vì ngươi, mà ngươi lại ham vinh quá phú quý, chạy đến phủ Triệu Mục để báo tin. Giờ công chúa đã bị Liêm Tấn đưa về cung, ngươi vừa lòng chưa? Công chúa cái gì chứ? Triệu Mục cái gì? Liêm Tấn cái gì? Mà đưa đi đâu? Cô đang nói gì vậy? Ngươi muốn ngụy biện. Tiểu thư cô nương chính là công chúa đó. Có phải không vậy? Ngươi làm bộ cũng hay thật. Ta không tin từ trước đến nay ngươi không hề biết thân phận của tiểu thư là công chúa. Nè, dĩ nhiên là tôi không biết rồi. Chính cô nói với tôi cổ là cung nữ, giờ nói tôi cổ là công chúa toàn do cô nói không à. Dù là vậy thì công chúa bị người ta đưa về cung cũng đâu có liên quan đến tôi. Cô nói tôi làm gì? Dĩ nhiên liên quan đến ngươi.
công chúa đã cố ý bỏ trốn là vì ngươi mà. Bỏ trốn gì? Bởi vì công chúa yêu ngươi. Chẳng phải ngươi đã hứa với công chúa được cổ cao bay ta chạy sống cuộc sống hạnh phúc hay sao? Chết. Tôi chỉ nghĩ cổ là cung nữ thôi, nên mới nhờ Nhã phu nhân nói với Triệu Dương chủ thân cho cổ. Tôi không biết lại làm lớn chuyện vậy. Sao ngươi lại nhận lời cùng tôi mạo hiểm vào cung để cứu công chúa ra khỏi cung? Cổ chỉ là cung nữ, dẫn cô bỏ trốn cũng đâu có gì lớn đâu. Không lẽ huynh không hề có ý với công chúa? Dĩ nhiên là không có rồi. Nè, quan hệ giữa tôi và cổ giống như là tình cảm như người anh và em gái thôi. Sao nói yêu hay không yêu? Dù là gì, huynh cũng không nên đi báo tin. Người ta nói người đẹp ngu dốt, tôi đâu có tin. Nhưng mà giờ tôi tin rồi. Lâu nay cô cũng biết tôi và Triệu Mục cùng Liêm Tấn không hợp nhau, mà tôi báo tin bộ họ làm cái gì? Dù cho tôi muốn lập công, tôi cũng nên báo cho Đại Dương để lập công chứ, cần gì bày ra nhiều trò như vậy? Nếu không phải do huynh đi báo tin thì Liêm Tấn làm sao biết công chúa ở nhà của Nguyên Đại Thúc chứ? Tôi làm sao biết? Nè, cô nên nhớ kỹ, đêm đó Liêm Tấn đã nhìn thấy chúng ta rời khỏi cung. Hắn có nghi ngờ cũng đâu có gì lạ. Không lẽ Liêm Tấn đã lén lút theo dõi chúng ta sao? Thật tình tôi không hiểu nổi cô. Tóm lại cô hãy mau chóng giải thích với công chúa giùm tôi đi. Tôi không muốn cô hiểu lầm tôi. Nè, giải thích rõ ràng. Huynh cứ tôi giải thích sao với công chúa đi. Không lẽ tôi nói với công chúa là từ trước đến nay huynh coi công chúa như tiểu muội, chứ bao giờ huynh yêu cổ sao? Nè, thật ra công chúa yêu huynh là điều quý hiếm. Thôi thì huynh chịu khó nhận lời đi. Chịu khó nhận lời gì? Nè, tôi giải thích làm sao với bạn gái tôi. Tức là ý trung nhân đó. Huynh đã có ý trung nhân rồi ạ. Nói với cô mệt quá. Thôi được rồi, thấy thường ngày cô hay nấu canh cho tôi uống, còn khen tôi nữa. Vậy tôi tặng cô món quà, coi như khen thưởng cô. Cây trâm này tặng cho tôi hả? Ngươi đúng là tên háo sắc. Cây trâm này ta trả lại cho ngươi. Sao khi không đòi lấy cây trâm gấp quá vậy? Cây trâm này vốn đã tặng cho tôi, chẳng qua tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi thôi. Tỉnh đi, mau lên. Hồi nãy tôi hô hấp nhân tạo cho cô, vậy có nghĩa là tôi phải... Quý còn nói nữa. Yên tâm đi, hạng thiếu lâm này. Mình phải nói sao với công chúa đi. Đô tỳ xin tỉnh an phu nhân. Công chúa vẫn không chịu ăn à? Công chúa. Cô là cô à? Công chúa không chịu ăn sao mà được chứ? Sức khỏe quan trọng. Cô yên tâm đi, Thiên Nhi không sao đâu. Chẳng qua là không muốn ăn thôi. À phải, hoa mà công chúa trồng ở vườn hoa của cô vừa mới lần đầu nở hoa. Cô cố tình đem đến đây cho con coi. Con coi có thích không? Cô đem chậu hoa này về phủ đi. Nếu chậu hoa này có thể trồng ở phủ của cô thì những cánh hoa sẽ nở đẹp hơn. Lỗi cũng tại cô hết. Nếu như cô không tự làm chủ, đón con đến phủ vài ngày, thì công chúa sẽ không... Cô lầm rồi. Những ngày ở trong phủ của cô có thể nói là những ngày tháng duy nhất trong đời con đó. Chỉ đáng tiếc những ngày vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi. Có thể có được những ngày tháng vui vẻ này, Thiên Nhi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Công chúa có thể nghĩ vậy, cô rất là yên lòng. Từ trước đến nay, thân nữ nhi có bao nhiêu người có thể quyết định số phận của mình? Số đã an bài thì phải chấp nhận sự thật, đôi lúc sẽ khiến cho mình vui vẻ hơn. Chấp nhận sự thật. Giờ đây, sự thật mà Thiên Nhi phải chấp nhận chính là luôn có người canh giữ ở bên cạnh Thiên Nhi cho đến ngày Thiên Nhi xuất giá. Cô biết lòng con dành cho Hạng Thiếu Long. Nhưng mà vậy, công chúa và Hạng Thiếu Long thân phận khác nhau, địa vị kém xa, có duyên không phận. Nếu cả hai đau khổ, chẳng thà công chúa sớm mà quên đi.
Định Phương xin thỉnh An Nhã phu nhân. Ô tiểu thư đến tận đây tìm, chẳng hay có chuyện gì gấp? Định Phương muốn xin Nhã phu nhân giúp một việc, để Định Phương vào cung gặp mặt công chúa. Công chúa coi ai đến thăm công chúa nè. Định Phương, công chúa không gặp mấy ngày, công chúa hốc hác quá. Tỷ cũng như muội thôi. Định Phương sao mà giống, ngày nào Định Phương cũng ăn được ngủ được. Sao tỷ phải giấu giếm muội chứ? Định Phương đâu có giấu công chúa điều gì. Sao tỷ không nói cho muội biết Hàn đại ca chính là dâm tặc mà tỷ luôn miệng nói? Công chúa đã biết hết mọi chuyện rồi à? Thật ra tỷ không cần thiết phải làm vậy. Phải, hôm nay Định Phương đến đây ngoại thăm công chúa ra, còn muốn nói cho công chúa biết, sở dĩ lần trước mà Liêm Tấn tìm được chúng ta hoàn toàn không liên quan đến Hàn Thiếu Lâm. Thật sự huynh ấy không biết thân phận của công chúa và không có đi báo tin, nên công chúa được hiểu lầm huynh ấy. Muội chưa bao giờ nghi ngờ Hàn đại ca. Muội tuyệt đối tin rằng huynh ấy không phải là hạng người này. Định Phương, Hàn đại ca là một người tốt, tỷ đừng nên từ bỏ huynh ấy. Công chúa, mấy hôm nay muội đã suy nghĩ rất kỹ. Bản thân muội là công chúa nên phải sống cuộc sống của công chúa, không nên mơ tưởng những điều không thực tế. Công chúa à, sao công chúa có thể vì sự thất bại lần này mà dễ dàng bỏ cuộc? Không phải muội bỏ cuộc, đó chẳng qua là số phận của muội. Định Phương, chúng ta có phải là bạn thân không? Đương nhiên rồi. Cũng chính vì chúng ta là bạn thân, tỷ muốn cho muội được toại nguyện, bằng lòng hy sinh hạnh phúc cả đời mình, nhường người mình yêu lại cho muội. Chính vì tỷ và muội là bạn thân, muội vẫn có thể cho tỷ được toại nguyện, nhường Hàn đại ca lại cho tỷ. Công chúa làm vậy sao được chứ? Tôi, Định Phương, tỷ đã từng động viên muội phải cố gắng nắm bắt hạnh phúc của mình. Muội nghe lời tỷ, đã từng thử làm như vậy, từng vui vẻ cũng từng thất bại. Giờ đây tới lúc tỷ phải nắm bắt hạnh phúc của mình chứ. Muội và Hàn đại ca chỉ có duyên không phận, nên muội càng hy vọng tỷ và Hàn đại ca đến ngày sẽ có kết quả. Định Phương, muội thành tâm chúc phúc cho tỷ. Cự Lộc Hầu khanh quả là có tầm mắt độc đáo, phái người tài giỏi điều tra, lần này có thể tìm ra được công chúa, công lao của khanh không ít đó nghe. Đại vương quá khen. Sở dĩ lần này có thể tìm lại được công chúa, thật ra Liêm Tấn có công lớn nhất. Liêm Tấn, ngươi có thể tìm ra được công chúa, ngươi muốn ban thưởng gì cứ nói thẳng cho quả nhân biết. Đại vương, chuyện truy tìm công chúa vốn là chuyện Liêm Tấn phải làm, thật sự không dám mơ tưởng gì. Nhưng mà Liêm Tấn có một tâm nguyện, nếu đại vương có thể tùy nguyện, Liêm Tấn biết ơn vô cùng. Ồ, Liêm Tấn, ngươi có tâm nguyện gì? Bẩm đại vương, lâu nay Liêm Tấn đều để mắt đến Minh Châu trên tay của Ở Ứng Nguyên. Nếu đại vương có thể làm Nguyệt Lão ban hôn cho họ, thần nghĩ đây nhất định là một chuyện vui. À, yếu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu, đó là chuyện rất thường tình thôi. Hôn sự này cứ để cho quả nhân lo cho. Đại tài đại vương, nàng có thật là cô đã giải thích rõ ràng với công chúa rồi chứ hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần huynh mới tin đây? Tôi đã giải thích rõ ràng với công chúa giùm huynh rồi. Công chúa không sao chứ? Vậy huynh hy vọng công chúa sẽ ra sao? La hét rầm trời hả? Hay là đòi sống đòi chết? Không phải, tôi không muốn làm cho công chúa buồn bã thôi. Huynh yên tâm đi, công chúa nói lâu nay vẫn coi huynh là huynh trưởng, kêu huynh đừng có bao giờ hiểu lầm. Công chúa nói vậy thật hả? Nếu huynh không tin cứ đích thân đi hỏi công chúa đi. À, không cần đâu, công chúa nói vậy là tốt rồi, mọi chuyện êm xuôi. À phải, cha tôi đâu? Tôi về nãy giờ vẫn không gặp cha. Không biết nữa, vừa rồi Triệu Dương cho người đến đón cha cô vào cung, nói là có chuyện cần bàn bạc gì đó. Đại vương gọi cha nhập cung. Đại vương muốn ban hôn cho tiểu nữ và Liêm Tấn. Đúng vậy, Liêm Tấn và Lệnh Thiên Kim có thể nói là trai tài gái sắc, có thể kết hợp họ lại với nhau thì đúng là trời tạo một đôi. Ô bảo chủ, chẳng hay ý của khanh thế nào? Ờ, dạ ý của đại vương tại hạ biết ơn vô cùng. Nhưng mà vậy, ý, ô bảo chủ, không lẽ khanh lại có nỗi khổ riêng của mình? À, bẩm đại vương, tiểu nữ đã hứa gả cho người khác. Nhà ý của đại vương tại hạ chỉ có thể ghi nhớ. Lệnh Thiên Kim đã hứa gả cho người khác, dám hỏi ô bảo chủ, người nào lại may mắn quá vậy? Người này là Hạng Thiếu Lâm.
Vị quân tử bất đoạt tha nhân sở hấu. Nếu Ô Bảo Chủ đã hứa gả lệnh thiên kim cho Hạng Thiếu Long, Hỏa Nhân cũng không dám miễn cưỡng. Còn về đại vương, hạ thần có vài lời không biết có nên nói thẳng ra không? Cử Lục Hầu có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Dám hỏi Ô Bảo Chủ, vừa rồi ông nói đã hứa gả lệnh thiên kim cho Hạng Thiếu Long, thật ra là chuyện từ hồi nào vậy? Là chuyện vài ngày trước. Chuyện vài ngày trước? Sao lại trùng hợp vậy? Dám hỏi Ô Bảo Chủ, đó là ý của ai? Đương nhiên là ý của tại hạ rồi. Thì ra là ý của Ô Bảo Chủ. Dám hỏi Ô Bảo Chủ, nếu bổn hầu kêu ông thay đổi ý định, không biết có được hay không? Xin hầu gia bỏ qua, hôn sự do chính miệng tại hạ nhận lời, làm sao có thể tùy tiện thay đổi? Ô Bảo Chủ nói cũng rất có lý. Chuyện chính miệng nhận lời với người khác thật sự không thể thay đổi được. Cũng như đại vương đã mở kim khẩu ban hôn cho Liêm Tấn, không biết chuyện này nên giải quyết ra sao đây? Ý của Cự Lục Hầu tức là... Đại vương, Ô Bảo Chủ cũng biết là không thể thất hứa với người khác. Còn đại vương là vua của một nước, đã mở kim khẩu thì làm sao có thể tùy tiện thay đổi? Đại vương tha tội, nhưng mà tiểu nữ của tài hạ chỉ có thể lấy một người. Dĩ nhiên một người thì không thể cùng lúc lấy hai phu quân. Với Liêm Tấn và Hạng Thiếu Long đều là hiệp khách quý hiếm của nước Triệu. Đại vương, hạ thần có một đề nghị. Thần xin đại vương lệnh cho hai người chọn ngày lành thí kiếm ở Ngự Tiền. Người nào thắng trận thì thuận lý thành chương trở thành thành long khoái tế của Ô Bảo Chủ. Hay lắm, đề nghị của Cử Lục Hầu quả là có ý tốt. Liêm Tấn, ý của người thế nào? Liêm Tấn tuyệt không có ý kiến, mọi việc đều theo ý chỉ của đại vương. Mau mắn nhanh nhạy, thật sự rất tốt nè. Ô Bảo Chủ, chuyện quyết đấu quyết định vậy nha. Nhưng mà đại vương, đi đã mở kim khẩu, Ô Bảo Chủ đừng nên nói nhiều. Còn về chuyện quyết đấu thì giao cho Cử Lục Hầu phụ trách. Tha thần tuân chỉ. Vẫn chơi hả? Kêu tôi đánh với Liêm Tấn. Nè, mọi người đều biết hắn ghét tôi đến cỡ nào rồi. Bây giờ kêu tôi đánh với hắn chẳng khác nào kêu hắn giết tôi. Thiếu Lộc, theo tình hình lúc đó mà nói, nếu như tôi không nhận lời thì Phương Nhi phải lấy Liêm Tấn. Dĩ nhiên là không được rồi. Sao có thể để tiểu thư lấy hắn? Thằng Huynh à, lần này thật khổ cho Huynh. Vấn đề bây giờ không phải khổ hay là không khổ, mà thật sự tôi đánh không lại hắn, tôi chết là cái chắc. Lão gia. Thiếu Long nói đúng lắm. Hơn nữa Thiếu Long mà thua trận, Phương Nhi vẫn phải gả cho Liêm Tấn. Cách duy nhất bây giờ đành phải kết thúc trang trại trở về nước Tần. Kết thúc trang trại trở về nước Tần? Nè, vậy ai giúp tôi cứu danh chính ra? Về chuyện này, sau khi trở về nước Tần sẽ cùng Lã Thừa Tướng tính toán lại. Hả? Còn phải tính toán lại nữa? Nè, đừng có tính nữa mà. Ông thì có thời gian, nhưng mà đợi ông tính kiểu này, lỡ danh chính bị chết thì tôi sẽ gặp rắc rối. Thiếu Long, tôi biết cậu rất muốn cứu mẹ con Doanh Chính, nhưng vấn đề là vì hạnh phúc của Phương Nhi, vì an nguy của cậu nên chuyện này... Thôi, được rồi. Bảo Chủ à, tôi đánh Thăng Quýnh, Quýnh nhận lời. Chứ biết làm sao? Thiếu Long, tính mạng quan trọng, cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Còn suy nghĩ gì nữa? Giờ chỉ có một con đường, chính là tôi liều hay là không liều. Đại dư thay mặt cho Liêm Tấn dám hỏi muội thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Vậy cha nói sao với đại dư? Cũng chính vì chuyện này huynh mới dội đến đây tìm muội á. Không phải cha đã nhận lời chứ? Nhận lời là tốt rồi. Liêm Tấn là người có tài kiếm thuật lại giỏi, mà còn là kiếm sĩ lợi hại nhất ở phủ Cự Lục Hầu. Thử nghĩ Ô Gia Bảo mà có thành long khoái tế như vậy thì có gì mà không tốt. Cha đã từ chối hả? Bởi vì mới nói. Huynh nói thật với muội nghe, huynh cảm thấy bây giờ hả, cha già quá hồ đồ. Cha không những từ chối hôn sự của Liêm Tấn, mà cha còn nói với đại dương là đã hứa gả muội cho Hạng Thiếu Long. Cha đã nói gì thật sao? Huynh cũng không biết cha nghĩ sao nữa. Thật ra hả, nhìn ngang nhìn dọc Liêm Tấn cũng tốt hơn Hạng Thiếu Long gấp mấy trăm lần á. Không hiểu sao cha lại hứa gả muội cho Hạng Thiếu Long. Cha đã hứa gả muội cho huynh ấy thật sao? Nhưng mà muội đừng có lo, chưa chắc gì muội lấy hắn đâu. Tại sao vậy? Trời ơi, cũng nhờ đại dương anh minh, sau cùng đại dương quyết định cho Liêm Tấn và Hạng Thiếu Long
chọn một ngày lành thi kiếm ở Ngự Tiền, ai mà đánh thắng thì sẽ là phu quân của muội á. Nhưng mà muội thử nghĩ coi, thực ra tên Hạng Thiếu Long làm gì mà là đối thủ của Liêm Tấn chứ? Vậy Hạng đại ca có những lời không? Điều đó huynh không biết, cha vừa về tới thì đã vô thư phòng với hắn rồi. Chắc là cha hỏi hắn có dám thi kiếm ở Ngự Tiền không đó. Nhưng mà theo huynh nghĩ hắn chắc chắn không có dám. Có phải rất khoa trương giống như đóng phim võ hiệp không? Đi dạo hả? Sao huynh lại siêng năng vậy? Mặt trời sắp lặn rồi mà còn lo luyện kiếm. Thì tại tôi đánh không lại người ta, dĩ nhiên tôi phải luyện tập nhiều chút. Nếu huynh không có lòng tin đánh bại Liêm Tấn thì huynh cứ nói với cha tôi. Có lẽ cha tôi suy nghĩ cách nào xin đại dương hủy bỏ cuộc đấu kiếm lần này. Cho dù bây giờ tôi nói đánh không lại tên Liêm Tấn cũng đâu có chịu. Hơn nữa sau lưng của tên Liêm Tấn còn có tên Triệu Mục ngang ngược hoành hành giúp đỡ. Tất cả cũng là lỗi của cha tôi. Đâu phải lỗi cha cô đâu. Bây giờ tôi không có cách lựa chọn, chỉ có con đường đi thôi. Hay là tôi kêu cha tôi nghĩ cách để huynh bí mật rời khỏi Hàm Đan, vì huynh không cần phải đấu kiếm với Liêm Tấn nữa. Không được, sao tôi có thể bỏ đi cho xong chuyện vô trách nhiệm vậy? Đâu có ai kêu huynh chịu trách nhiệm đâu. Trời ơi, chuyện của đàn ông, mình đã làm rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa cuộc đấu kiếm lần này là việc trọng đại, thừa biết là sẽ chết nhưng mà tôi cũng phải liều. Thôi không nói với cô nữa, tôi muốn luyện kiếm thêm lát. Cô thích thì đi dạo mình đi, không thích thì về nhà. Chiều nãy tôi nghỉ quơ vài cái nữa sao quơ được đó. Nè, nè, đừng có đứng ở đó tủm tỉm cười hoài, tôi quơ không có nổi đâu. Đi chờ, sao cô ở đây? Huynh cũng tài giỏi thiệt, khắp Hàm Đan này ai cũng nghe danh huynh. Cô cũng biết tôi phải đấu kiếm hả? Chuyện lớn như vậy sao tôi lại không biết? Cho nên cô bắt chước mấy cô cho choai đạp tôi thêm vài cái phải không? Mấy câu ở quê của huynh đặc biệt quá. Lần này tôi đến đây muốn nói với huynh một cuộc mua bán. Mua bán? Chúng ta đã quen biết, tôi không ngại nói thẳng. Kiếm pháp của huynh có bao cân lượng huynh đều hiểu rõ. Lần này đấu kiếm món Ngự Tiền, thật sự huynh không thể nào đánh bại được Liêm Tấn. Ai mà không biết, nhìn kiểu bây giờ của tôi kìa, muốn nhúc nhích cũng còn không được. Cô có thể đỡ tôi lên rồi nói chuyện được không? Thấy mệt lắm hả? Dĩ nhiên rồi, nhức lưng quá trời chị hai. Bản thân huynh cũng hiểu rõ, lần này huynh và Liêm Tấn không chỉ đơn giản là đấu kiếm. Tôi và huynh cũng là chỗ quen biết, hay là gì? Nếu như huynh có thể trả nổi tôi sẽ giúp huynh giết Liêm Tấn. Y chà, huynh đừng nói cho tôi biết bây giờ quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và Âu Gia Bảo cũng không trả được một giá tiền. Chắc là gần đây cô kẹt tiền lắm phải không? Nhưng mà đây là vấn đề của đàn ông, tôi đã có cách giải quyết rồi. Dùng thủ đoạn thì tôi không bao giờ chấp nhận đâu. Đôi lúc tôi thật không hiểu ý của huynh. Huynh thừa biết là sẽ bị thua Liêm Tấn, tại sao huynh còn đánh với hắn? Có những chuyện tôi nói cô cũng không có hiểu. Tóm lại lần này thắng cũng được mà thua cũng được, tôi cũng sẽ dùng cách của mình để giải quyết. Ý kiến của cô tuy tốt nhưng mà không được rồi, không ổn rồi. Tôi phải về nhà thoa rượu thuốc ha, đau quá. Thank you.
91, 9, 92, 93, 98, 99, 100, 100. Sư phụ, sư phụ à, con đã hết đất đủ 100 cái à. Mau vậy? Tại sư phụ không tập trung tinh thần, dĩ nhiên là không biết thời gian trôi qua. Khổ cho bằng Nhi tập đến tê tay luôn à. Sư phụ, có phải sư phụ còn lo lắng về chuyện đấu kiếm với Liêm Tấn không? Đâu có. Chuyện Liêm Tấn đấu kiếm với sư phụ ở Ngự Tiền giờ đây đã đồn khắp thành Hàm Đan này rồi, làm náo nhiệt lắm. Vậy sao? Không chỉ như vậy, nghe nói Triệu Đức và Triệu Giai đã đứng ra nhận kèo. Coi như là sư phụ và Liêm Tấn ai sẽ thắng trận đó. Hai chữ nhận kèo mà con cũng biết. Dĩ nhiên. Dạ. Vậy người ta chấp kèo của sư phụ là bao nhiêu hả? Nè, nó nhỏ thôi. Nè, con nói ra sư phụ không được không vui nha. Được rồi, nói mau đi. À, khoan nói đã. Rồi, nói đi, nói đi. Nè sư phụ, bắt bằng Nhi nói đó nghe. Thì nói mau đi. À, chấp kèo Liêm Tấn đánh thắng thì một chung tới ba lận. Còn chấp kèo sư phụ đánh thắng hả? Ừ. Thì một chung 100. Một chung 100? Dạ phải. Một chung 100. Này này này, sư phụ đã hứa sẽ không được không vui mà. Nói thì con nhìn mặt sư phụ coi. Mặt sư phụ như vậy đâu có giống là không được vui đâu. Ê, qua đây hả? Qua đây thì qua đây đi. Nè, qua đây đấm vài cái. Nè, sư phụ đã nói à, không được. Không có được nhỏ mọn vậy. Nè anh hai, anh nghĩ có, anh có quá đáng không? Bèo dữ vậy, bèo đứt. Trời, thật sự không thể nào như vậy được. Dĩ nhiên rồi. Nè hỏi câu thật lòng nha, con cảm thấy sư phụ có bị thua Liêm Tấn không? Nói câu thật lòng nha. Nè, vốn là đệ tử nhập thất của sư phụ, dĩ nhiên là con hy vọng sư phụ thắng trận. Vậy con có lòng với sư phụ, nhưng mà sư phụ muốn nghe câu thật lòng của con, đừng có ba xạo. Nhưng mà vậy, nếu như con đặt cược á, vậy nhưng thì sao? Dĩ nhiên là Liêm Tấn rồi. Hay vậy đi, nếu như con mà thắng á, thì sư phụ có tiền thang thuốc rồi phải không? Tiền thuốc men. Vậy có cần đưa con ít tiền để mua thầy thua? À, đi qua đi. Lại qua nữa hả? Qua đi. Con làm ơn cho thầy một vài cái. Nè sư phụ, thầy kêu con nói thật mà nè. Nè anh hai à, nghĩ con có đáng tức giận không? Thôi thầy không cần biết nói sao, con cũng phải hít đất mấy trăm mấy ngàn cái rồi ra ngoài chạy trăm mấy vòng rồi về đây. Sư phụ lại quên rồi hả? Vừa rồi bạn Nhi đã hít đến 100 cái. Bây giờ bạn Nhi mệt lắm. Con cũng quỷ quyệt ghê. Con tưởng hồi nãy thầy ngao du trên không hả? 1, 2, 3 sau đó 9, 1, 9, 7, 9, 8 quá đáng thiệt. Mau tập. Tập. Phu nhân, đàn hay như vậy, sao đàn nửa chừng không đàn tiếp? Khúc không thành khúc, thì sao phải miễn cưỡng đàn tiếp chứ? Nhớ phu nhân, bà có tâm sự à? Thế Long ạ, huynh phải đấu kiếm với Liêm Tấn có Ngự Tiền thật sao? Huynh có biết Cự Lục Hầu thừa cơ hội đấu kiếm ở Ngự Tiền để diệt trừ huynh không vậy? Tôi biết, ổng cũng muốn diệt trừ tôi lâu rồi. Nhưng Liêm Tấn vốn là kiếm khách hàng đầu ở phủ Cửu Lục Hầu, tôi sợ. Tôi biết, có lẽ tôi sẽ không đánh lại Liêm Tấn. Nhưng mà có chuyện không thể nào tránh khỏi. Không lẽ Âu Đại Tiểu Thư là người quan trọng nhất trong lòng của Thiếu Long thật sao? Thiếu Long vì cổ có thể xem cái chết không ra gì à? Có những chuyện tôi có nói bà cũng không hiểu đâu. Nhưng mà nói thật, tôi cũng không muốn Âu Đình Phương lấy tên tiểu nhân bị ổi đâu. Vậy còn Tiểu Thiên, huynh không hề có chút tình ý với Tiểu Thiên thật sao? Nói khó nghe một chút, hôm nay tôi cũng không biết chuyện ngày mai. Hoàn cảnh tôi như vậy, làm gì còn tâm trí nói chuyện yêu đương nữa chứ. Huynh có thể ngăn cản mình yêu người khác, nhưng mà tôi chỉ sợ chưa chắc gì huynh ngăn cản được người khác yêu huynh nữa đó.
Cô lại đến đây làm gì? Có thứ này tôi muốn Huynh coi cho biết. Biết cái gì? Kiếm pháp của tôi. Kiếm pháp của cô? Sao cô có thể đánh mạnh vậy? Chiêu vừa rồi tôi đánh là chiêu quan trọng nhất của Liêm Tấn. Chỉ cần Huynh ghé cho kỹ là có thể từ từ đột phá. Sao cô lại biết? Huynh không cần biết. Điều tôi làm chỉ có nhiêu đó. Sau này phải coi tạo quá của Huynh. Đó. Sao vậy? Cô bị thương à? Huynh mặc kệ tôi đi. Cô đi tìm Liêm Tấn. Điều đó Huynh không cần biết. Tội gì phải làm vậy? Nếu thật sự cô có chuyện gì sẽ khiến tôi không được an lòng. Huynh đừng tưởng là tôi chỉ vì Huynh. Chẳng qua tôi không muốn Huynh lập Ô Đại Tiểu Thư lấy một người mà cổ không yêu. Yên tâm, tôi hứa sẽ cố gắng. Huynh kêu tôi yên tâm. Vừa rồi tôi chỉ dùng có một nửa công lực của Liêm Tấn. Xem ra ngày Huynh đấu kiếm với Ngự Tiền, chưa chắc gì Huynh chịu được 10 chiêu. Nghe nói có kẻ thần bí đánh lén người. Thật ra kẻ đó là ai? Đa tạ hầu gia quan tâm. Thuộc hạ tin rằng đó là kẻ do Hạng Thiếu Long phái đến thử kiếm pháp của thuộc hạ. Xem ra Hạng Thiếu Long chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ. Thuộc hạ đã từng so tài với hắn rồi. Chiêu thức của hắn tuy kỳ lạ hiếm thấy, nhưng mà quả hậu không đủ, cơ bản cũng rất là yếu. Nội trong 10 chiêu thuộc hạ nhất định sẽ thắng. Nội trong 10 chiêu là có thể lấy được mạng hắn, phải chăng là khinh địch quá? Hạng Thiếu Long nhất định phải chết. Hy vọng được như ngươi nói. Sai, biết lấy sợi kiều cao trời.